Con xin kính chào các ông, các bà, các cô, các bác. Hôm nay là ngày vui của cô giáo con. Con xin kính chúc các ông, các bà, các cô, các bác mạnh khỏe, hạnh phúc. Con xin kính chúc cô giáo mãi mãi hạnh phúc. Sau đây, chúng con xin gửi bài múa có tựa đề Gia đình nhỏ, hạnh phúc to. Xin mời được. Xin mời các bạn chú rể, chúng ta lại cùng trở lại với vị trí. Để tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với những ca khúc để chúc mừng. Và để liên tục với những chương trình ca nhạc trong ngày hôm nay, xin mời tất cả các vị quan khách, chúng ta vẫn liên tục nâng ly rượu để cùng chúc mừng cho buổi lễ ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì gia đình nhà trai chúng tôi cũng chân thành gửi lời mời cảm ơn đến tất cả cô dì chú bác anh chị cùng sự về đây để dự buổi lễ tân hôn của đôi con trẻ trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với một ca khúc đến từ một cô giáo sẽ trở lại chúc mừng cho chương trình với ca khúc trong buổi sáng ngày hôm nay.